Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 88 đến 95%. Khu vực miền núi phía Tây nhiều mây đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời nhiều mây có mưa nhỏ, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 89 đến 93% khu vực thị xã Kỳ Anh, nhiều mây có mưa nhỏ, gió tây bắc cấp 3 cấp 4, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 93%. Thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 12, trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, ven biển cấp 3 cấp 4, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 88 đến 93%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.